Miệng núi lửa Chư Đăng Ia nằm cách thành phố Pleiku 24 km về hướng bắc. Sáng thật sớm, khi bình minh vừa lên, các tia nắng tỏa ra từ sau dãy núi, với những làn mây nhẹ nhàng bay qua, cho bạn cảm giác đã đến được chốn thiên thai. Biển Hồ Chè là nơi trồng chè rộng hơn 1.000 hecta. Những hàng chè thẳng tắp ven cung đường đất đỏ tạo nên bức tranh thiên nhiên giản dị hiếm có. Thưởng thức khí hậu ôn hòa của Tây Nguyên giữa đồng chè tươi xanh là một cảm giác thật tuyệt. Đường thông cổ thụ nằm ngay trong lòng biển Hồ Chè. Hai hàng thông trăm tuổi chạy dọc theo lối vào biển Hồ Chè là nơi chụp ảnh lý tưởng. Chùa Bửu Minh ẩn mình giữa đồng chè bát ngát của biển Hồ là ngôi chùa cổ nhất Gia Lai. Chùa có khuôn viên khiêm tốn nhưng thụ hưởng phong cảnh đẹp nhất tỉnh. Ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống trên hồ Tê Nưng rộng lớn, giữa khí trời se lạnh là một cảm giác thật tuyệt. Tượng Phật Quan Âm thật an yên trên mặt hồ, giúp người đến đây tìm lại chút tĩnh lặng cho riêng mình. Thác Phú Cường cách Pleiku 45 km về phía nam. Dòng nước rơi từ độ cao 45m, ầm ầm, đầy uy lực, tung lên bọc trắng xóa giữa núi rừng Tây Nguyên, thật là hùng vĩ. Cà phê Thông Pha Bistro là nơi rất nhiều các bạn trẻ tìm đến để selfie và sống ảo. Quán có nhiều cảnh quan được trang trí nhẹ nhàng, giúp các bạn có những góc ảnh lý tưởng. Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, cách trung tâm Pleiku 14 km. Khuôn viên rộng lớn, được kiến tạo chỉnh chu, với rất nhiều tiện ích, mang cho học viên một môi trường rèn luyện kỹ năng bóng đá lý tưởng. Thủy điện Iali là một nhà máy thủy điện lớn được xây dựng tại tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Nhà máy sử dụng nguồn nước từ hai con sông lớn là sông Sê Sang và sông Đắc Rông. Iali là một trong những nhà máy thủy điện trọng điểm của Việt Nam. Ngoài ra, thủy điện còn góp phần kiểm soát lũ lụt và cung cấp nước cho việc tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Một công trình kiến trúc độc đáo của tỉnh Kon Tum. Thực hiện chủ yếu bằng gỗ sến đỏ, từ những năm 1913, nhà thờ được xây dựng bởi những người thợ mộc lành nghề đến từ Bình Định và Quảng Ngãi. Dù hơn trăm tuổi, nhà thờ vẫn vững chắc và duy trì được nét đẹp đặc trưng của phong cách Roman. Trên đường đến Măng Đen, bạn nên ghé qua hai công trình tiêu biểu của Kon Tum. Đó là cầu treo Con Plo dài 292m, bắc ngang dòng sông Đắk Pla. Cạnh bên là ngôi nhà Rông Tây Nguyên, nơi này ngày xưa dân làng tụ tập dịp lễ hội. Đường vào thị trấn Măng Đen có hai hàng thông thẳng tắp
xuyên qua rừng, là nơi dừng chân lý tưởng để chụp ảnh. Đến với thác Ba Sĩ, để ngắm nhìn phong cảnh bình yên giữa núi đồi Tây Nguyên. Thác không quá cao, nên dòng nước vẫn giữ được cảm giác nhẹ nhàng, hoang sơ của rừng núi. Bạn có nhiều cơ hội để chụp ảnh lưu niệm tại đây. Hồ Đắc Kè phẳng lặng, yên bình, phản chiếu bầu trời xanh xuống mặt hồ như một chiếc gương lớn. Khung cảnh nên thơ, nhẹ nhàng, giúp bạn mau chóng tìm được sự tĩnh lặng cho tâm hồn.